Dạ, hello, mọi người có nghe rõ giọng của Dũng không ạ? Hello, hello. Dạ rồi, con cảm ơn thầy. Thật ra ban đầu á, cũng hoang mang khi thấy cái nick tím tím xuất hiện ở trong cái podcast này lắm mọi người. Tưởng là anh Tân, ảnh xài hai nick. Thì ra là người ấy vào đây. Dạ rồi, chắc là mọi người cũng sẽ bất ngờ. Chào mừng mọi người đến với Bosscast từ muôn phương tìm về Phật học với chủ đề ngày hôm nay của anh Tân là những niềm tin trong đời ta. Thì giới thiệu một chút xíu thì cái podcast bình thường á, sẽ là do anh Tân ảnh làm host và anh sẽ mời các vị khách mời đến để ảnh phỏng vấn, ảnh gọi là sao tâm tình trao đổi để mọi người có thể đưa ra chia sẻ thêm nhiều cái kinh nghiệm tự thân về việc là mình đã dấn thân vào học Phật học như thế nào, cái con đường, cái cách thức và hiện tại thì mình đã làm được ra làm sao và kế hoạch tương lai như sắp tới như thế nào nữa, để có thể chia sẻ động lực cũng như là truyền kinh nghiệm cho những cái bạn mới. Thì ngày hôm nay anh Tân ảnh cũng muốn là ảnh sẽ trở thành một người chia sẻ cái tinh thần đó, cho nên là Dũng được nhận lời mời trở thành host để có thể gọi đồng hành cùng anh Tân trong việc là khai phá những cái quá khứ của ảnh, cùng gọi là đào bới môi móc lên những cái quá khứ tiềm tàng của anh Tân từ trước đến giờ, để xem là trong nghe được rất là nhiều là về việc là anh Tân là một người rất là đặc biệt khi mà anh đã trải qua khá là nhiều cái hệ tư tưởng khác nhau, anh đi một con đường rất là dòng để có thể vào ở trong Phật học. Và thậm chí là khi biết đến rồi đó, thì ảnh vẫn còn gọi là đi lòng vòng dựng gọi là luẩn quẩn quanh khu chùa đó, chứ chưa thật sự bước vào chùa nữa. Và đến khi ảnh bước chân chính thức vào trên con đường tu tiến thì nó là những cái điều mà mình rất là mong muốn được khai thác cho anh Tân, và cũng hy vọng là những điều đó khi anh Tân chia sẻ thì cũng sẽ mang đến cho mọi người những cái kinh nghiệm để chúng ta có thể là tự suy xét cái bản thân của mình, cũng như là có thể rút ra được những cái bài học để mình có thể thuận lợi hơn trên con đường thăng tiến của bản thân. Dạ rồi, thì buổi podcast ngày hôm nay khá là đông một nhân vật, không biết sao nhân vật này thì bình thường thì thấy là rất là nhiều người mong chờ, hứng khởi, nó hào hứng các kiểu, nhưng mà ngày hôm nay khi mà chính thức lên sóng thì lại không thấy có nhiều lắm quý vị lắng nghe tham gia. Thì không biết có phải là anh Tân anh nghĩ như thế nào, không biết có phải là do mọi người đã biết được quá nhiều về anh rồi cho nên là bây giờ mọi người cũng đang không có gọi là tinh thần hay là không có cái nhu cầu được nghe thêm thông tin về anh nữa hay không. Thì thực ra thì thương hiệu Nhật Tân thì xuất hiện trong hầu hết tất cả các buổi học của thầy Dũng, thì chắc là đều nhắc đến thương hiệu Nhật Tân, thì em nghĩ là ai cũng biết đến anh đó. Thì anh nghĩ như thế nào về vấn đề này trước khi chúng ta đi vô chính thức vào cái buổi podcast ngày hôm nay? Alo, ok. Hay đầu tiên thì cũng cảm ơn Dũng đã nhận cái lời mời để làm host ở cái podcast của anh. Thì cái câu hỏi này thật ra anh đâu biết đâu. Tại vì nó là cái vấn đề tham gia hay không tham gia, nó là cái nó nằm ở người ta rồi, và mình thì không có cái gì để mà có thể nhận định được những cái vấn đề đấy. Cho nên thật sự nó hỏi vậy thì không biết là sao nó vậy. Nhưng mà cũng tác ý là có những cái mà gì mà mình đã có chuẩn bị cũng như có sự nhìn lại về cái hành trình đã qua đó, thì ok, thì có bao nhiêu bạn đó thì có thể được nhận được sự lợi ích thì hoan hỷ thôi, chứ cũng không có gì. Dạ rồi, dạ em cảm ơn câu trả lời của anh. Dạ, vậy thì bây giờ mà chúng ta cũng sẽ chính thức đi vào cái buổi podcast ngày hôm nay luôn. Dạ, dạ rồi, không câu giờ nữa, mình đi trực tiếp vào buổi podcast luôn để tránh mất thời giờ của các vị thính giả đang tham gia ngày hôm nay. Dạ thưa anh, thì buổi podcast của anh á, thì anh có đặt cái tên là một vài niềm tin, anh lấy cái thông tin là một vài niềm tin. Vậy thì em muốn hỏi anh là lý do vì sao thì mình lại chọn cái chủ đề là phải nói về niềm tin ạ? Trong vô số rất là nhiều cái câu chuyện liên quan đến cái con đường của anh từ trước khi biết đến Phật học cho đến khi vào trong học Phật học rồi ấy, thì vì sao anh lại chọn cái chủ đề là niềm tin? Ok, cảm ơn cái câu hỏi của Dũng. Tại vì cái bản thân anh thì cái niềm tin đó là một cái mà nó nhức nhối. Tại vì anh cũng thường hay kiểu có cái sự, trước kia cũng có tự nhận định bản thân là cái con người đi theo cái đường khá là kiểu khá dễ dãi trong niềm tin đó. Và có một cách mà có chính thức hoặc không chính thức thì có những sự tiếp nạp vô những cái niềm tin đấy. Và cái vấn đề quan trọng ở đây là cái niềm tin nó là cái thứ định hình mình. Mình là một thứ là bởi vì mình tin là cái điều đó nó đúng cho nên mình mới làm. Chưa kể xét thôi cái nó đúng thiệt hay không, nhưng mà nó là cái cơ sở nền tảng để mà một người quyết định họ làm một cái gì đó hoặc không làm một cái gì đó, để mà đi theo một cái này hay là không theo một cái này, thì kiểu như vậy. Thì cái vấn đề về niềm tin nó là cái nền tảng của mọi cái sự suy lý và quyết định. Cho nên khi mà anh làm một cái podcast như vậy thì khi trong đầu anh đã nổi bật lên cái vấn đề là vậy thì mình phải có sự nhìn nhận lại về những cái mình đã qua và cái niềm tin đấy nó như thế nào. Đó là cái chuyện khởi mình chọn cái chủ đề này. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Để có nghĩa là với anh đó thì anh cho rằng cái niềm tin đó, nó sẽ là một trong những cái động lực nền tảng để giúp cho chúng ta đi đến cái quyết định là lựa chọn A hay là lựa chọn B. Do đó là anh muốn khai thác kỹ cái chia sẻ nhiều hơn. Và với anh như vậy cho nên là anh muốn chia sẻ kỹ nhiều hơn về cái chủ đề niềm tin này. Dạ vậy thưa anh Tân thì không biết là cái niềm tin mà anh đang nhắc đến đó, nó có cụ thể là những cái niềm tin nào hay không ạ? Hay là những cái niềm tin mà anh đã từng trải qua thì nó sẽ mang chung nó là những cái ý niệm chung thôi ạ? Cụ thể một cái niềm tin. Thật ra ban đầu cái niềm tin nó anh đặt thì anh đặt trên cái kiểu như là cái xu hướng của mình thì nó đi theo cái kiểu tin dễ dãi thì nó thường là sẽ tin vào trong những cái điều mà nó có vẻ là nó thú vị hoặc là nó kiểu nó hơi huyền ảo á. Đó là cái hướng đầu tiên và cái niềm tin như vậy là mình thấy cái xu hướng mình dễ bị thu hút bởi những cái đấy. Còn niềm tin mà hiểu một cách nói chung thì nó khá là rộng, bao gồm những cái thứ được thiết lập lên do mình tự nghĩ ra, mình tự suy lý, mình tự nghĩ ra, hay là mình được người khác nói. Thì cái người khác nói cũng là cái đứng đầu tâm hồn. Đó là hồi xưa kiểu khi mà đi tìm hiểu về những cái học hành này nọ thì anh cũng thấy mình cũng dễ xu hướng dính vào trong cái con người. Đó là cái kiểu như thấy người ta kiểu thấy hay hay là có cái gì đó nó kiểu slow motion, nói chuyện kiểu như nói chuyện có vẻ là chậm rãi, từ tốn với lòng tự ái cái kiểu đó, thì hay là nói gì đó mình thấy hợp ý mình thì mình tin họ. Rồi đó thì nó là cái từ cái kiểu mà cái đơn giản nhất về cái niềm tin mà lúc đầu anh có định nghĩa và hiểu ở đây. Dạ rồi. Dạ vậy thì theo anh á thì cái niềm tin đó nó sẽ đóng vai trò như thế nào trong đời sống của mọi người, cũng như là trong bản thân, đối với bản thân của anh ạ? Như thế nào? Nó quan trọng tại vì bởi vì thường anh cũng có nói, tức là kiểu mình tin cái gì là mình ở chỗ đó, và nó quyết định cái cách mình đưa ra cái quyết định. Cho nên nếu như họ vào vai trò như này quan trọng chứ, thì vì mình làm một điều gì đó, lúc anh cũng nói mình làm một điều gì đó vì mình tin là nó đúng á, cho nên mình mới làm, bất kể là chưa nói là nó thật sự đúng sai như thế nào thì không biết, nhưng mà một người khi họ làm một cái điều đó thì họ làm bởi vì tin là cái điều đó nó là đúng với họ. Cho nên nói về quan trọng thì rất là quan trọng. Dạ, nhưng mà ý là em muốn khai thác hơn ở khía cạnh bản thân của anh á. Anh có thể đưa ra một vài ví dụ kiểu như là anh đã trải qua cái việc đó, anh đã trải qua và cái vai trò của niềm tin nó đóng vai, nó như thế nào, nó ảnh hưởng ra làm sao đến cái lựa chọn của anh đối với những cái chuyện đó được không? Và anh có thể lấy một vài cái lựa chọn nó hệ trọng trong cuộc đời của anh hoặc là nó liên quan trực tiếp đến cái con đường tu học của mình nè. Ok, cảm ơn Dũng có cái hỏi cụ thể thêm một chỗ đấy. Nếu mà cái niềm tin mà nghĩ cái quan trọng, nên suy nghĩ coi. Ví dụ một cái ngã rẽ mà hồi xưa anh cũng thấy là mình bị dính vô trong cái niềm tin đó là ví dụ một cái niềm tin mà nó bị sai đi, mà anh cũng có thường kể ở đâu đấy, ở một vài chỗ nào đấy. Đó là cái niềm tin kiểu như cái quan niệm của bên về của Thiền Tông chẳng hạn, tức là kiểu họ có những cái quan niệm như là nhập nhằng, như là kiểu sắc tức thì không tức thì sắc, thì trong một cái đoạn mà anh kiểu đang có sự tìm hiểu thì mình nghe đó mình thấy ở nó đúng, mà tại vì nhìn mọi thứ đều là danh sắc hết trơn, kiểu học Phật Ba Mớ thì mình thấy là mọi thứ nó là danh sắc đó, dữ dằn chưa. Thì rốt cuộc thì mình không biết là vậy thì cái cuộc đời nó có ý nghĩa gì khi mà kiểu ví dụ như anh em nói chuyện thì nó cũng là danh sắc và nó sanh diệt và nó cũng không phải là một cái gì đó nó cụ thể, nó không phải là một cái cụ thể, vì thì sẽ dẫn đến vấn đề là những cái thứ mình cố gắng, mình bị cố gắng thì mình không biết nữa là vì điều gì nữa, bởi vì theo cái niềm tin đấy thì nó đâu có cái mình nào đâu đó, hay một cái sự lộn xộn giữa các cái khái niệm với nhau. Thì do đó là một cái mà anh cũng từng ở trỏng khá là lâu trong những cái niềm tin về kiểu nó như một cái lớp sương mà nó che mờ nhân ảnh trên những cái chuyện mà anh quyết định bởi vì nó bị hời hợt á, nó sẽ có những cái sự hời hợt, tại vì mình làm giữa chừng cái mình kiểu là đặt cái vấn đề ủa gì mình làm đây để làm cái gì, nó đâu có ý nghĩa gì đâu. Thì và ví dụ như vậy thì những cái chuyện mà học hành hay những cái phấn đấu bình thường cơ bản trong đời sống của mình nó bị trì trệ, cho nên những cái mặt khác thì nó kiểu nó sẽ bị có sự đứng yên lại tại chỗ. Giờ phải nói là một cái ví dụ nhỏ về một cái niềm tin mà sai lạc mà anh nghĩ là anh đã từng có cái sự nằm ở trỏng. Dạ rồi, nhưng mà thế này em không biết là mọi người có cái giống em không, là em thật ra vẫn chưa có hiểu lắm ở chỗ này. Như anh nói đó, khi mà mình quyết định mình lựa chọn một cái gì đấy, với anh thì anh nghĩ rằng khi mình lựa chọn một cái quyết định gì đấy thì mình bị tác động bởi cái yếu tố gọi là niềm tin rất là nhiều, bởi vì mình tin rằng cái chuyện đó nó có thật, bởi vì mình tin như vậy là hợp lý cho nên mình mới làm cái lựa chọn đó. Nhưng mà trong câu chuyện anh vừa kể thì anh hơi cắt xén một chút xíu là cái niềm tin của anh về cái việc là chỗ Thiền Tông đó, là lúc đó nó là chân lý mà, với anh nó là chân lý mà đúng không, nó là một niềm tin vô cùng mãnh liệt luôn, và anh đang ở trong cái niềm tin đó, anh được cái niềm tin đó bảo bọc xung quanh anh ở trong chính nó, thì làm sao anh nhìn thấy được cái niềm tin đó nó là một niềm tin sai lầm để anh ra khỏi nó, để anh lựa chọn đi đến một cái niềm tin khác. Tại vì như anh phân tích hồi nãy đó, anh thấy anh nói anh thấy anh vô cùng hứng khởi thích thú với cái câu chuyện là tất cả chỉ là danh và sắc, và anh thấy cái nó hợp lý mà đúng không, anh nói hợp lý mà, nhưng mà từ đâu anh khởi lên được cái suy tư là rồi nếu mà chỉ là danh và sắc vậy thì không có cái mình nào, thì tại sao tôi phải cố gắng, tôi phấn đấu cho việc gì, vì cái gì, và thực sự cái phấn đấu của tôi nó có mang đến cái hiệu quả cho tôi hay không? Thì em muốn biết là tại sao anh có thể ở trong cái niềm tin đó mà anh khởi lên được cái suy nghĩ như vậy. Ok, cảm ơn cái Dũng về cái hỏi đấy. Thì cái khoảnh khắc đầu tiên mà mình đặt lại cái vấn đề về tính hoài nghi á, về cái niềm tin kiểu mọi thứ thì nó chỉ là danh sách đó, Đó là khi mình cũng là lúc tham gia một cái khóa thiền, và lúc đó thì sư cô cũng có một cái câu chuyện về một cái cậu nào đấy nó cũng có những cái nhìn nhận nó bị như thế, và cuối cùng sư cô chốt một cái câu chuyện đó là nếu như mà thấy mọi thứ là danh sách ngon quá thì thôi, gọi là có cái sự thì thôi bây giờ chết đi cũng được á, kiểu như là có lấy đưa cho cái cọng dây rồi tự treo cổ chết đi chứ sống làm gì đâu. Thì ngay cái lúc đó thì anh có một cái sự gọi là chấm hỏi, tức là chấn động. Ủa, thì rõ ràng mình còn những cái nó rất là phàm phu. Còn cái phàm phu mình rất là còn kiểu tham sống sợ chết mà. Mình đâu phải là kiểu bậc thánh rồi sao cũng được rồi bất động như dòng tâm bất biến như giữa dòng đời vạn biến đâu, đâu phải như vậy. Thì lúc đó anh mới bắt đầu chấm hỏi gì thì ủa vậy thì mình nên như thế nào đây trong cái vấn đề, trong cái bối cảnh đấy. Thì đó là cái đầu tiên anh rúng động về cái chuyện đấy. Còn đi xa hơn nữa, cái mà khi mà anh có sự rạch ròi phân định được thì đó là lúc mà anh học lớp sư lý mẫu giáo của thầy ở trung tâm, khi mà có sự phân tầng các cái không gian sự thật ra thì mình mới có cái sự kiểu vỡ òa là thì nó sẽ có nhiều cái tầng mức như vậy, và nó không có sự mâu thuẫn lẫn nhau. Nó không có sự mâu thuẫn lẫn nhau giữa một cái định danh là thằng Tân đâu đấy ở trong đời và một cái kiểu danh sách theo kiểu Phật học mà mình đã từng có biết qua, thì nó không có sự mâu thuẫn như vậy. Và từ lúc đó thì anh mới ok, vậy thì mình minh định được, mình có sự phân tầng được như vậy và sống ổn với nó hơn. Thì chung là nó rõ ràng á. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Dạ vậy thì qua câu chuyện của anh đó thì em đang thấy là phải chăng là có rất là nhiều vị họ đến và đi trong cuộc đời của anh, giống như là cái người này họ đến, họ trao cho anh một cái niềm tin, cái xong anh tin cái niềm tin đó, anh thấy hay quá, vỗ tay, cái xong anh đi theo cái một ngày đẹp trời ha, nắng chang quá trời đẹp luôn đó. Cái xong tự nhiên đột nhiên có một vị khác xuất hiện nói với anh thì tin gì không đúng đâu, tin về bậy rồi, sao vậy được. Cái xong anh vỡ lẽ ra rồi, anh gọi là bị hoài nghi nhân sinh hay là chấn động gì đó. Cái xong anh mới vỡ lẽ ra vậy niềm tin trước đây của mình là nó bị sai rồi, mình cần có một cái niềm tin khác nó đúng tốt hơn. Cái xong sẽ có một vị khác đến nói với anh đây nè, đây là một niềm tin mới nè, đúng tốt hơn nè, hay hơn nè đó, thì tin đi, kiểu như vậy. Vậy thì nếu mà như thì em muốn hỏi thêm chút xíu là tại vì có cái sự tương tác riêng với anh Tân á, cho nên là em cũng biết là cái buổi podcast, đúng ra cái chủ đề của các ngày hôm nay anh sẽ đặt tên là những người thầy đi qua đời ta. Vậy thì em muốn hỏi một chút xíu thì cái có cái mối liên đới nào giữa cái những người thầy và những cái niềm tin này hay không ạ? Ok, cảm ơn Dũng có trình bày là cái chỗ đấy. Thì như anh cũng nói lúc đầu là anh lúc mà học lớp nguyện độ anh cũng có cái sự nhìn nhận lại là cái kiểu của mình là kiểu đó giờ là đi tìm một cái ông nào đấy và kiểu như là học ông đấy, thì nó kiểu khá là phó mặc, nó tức là nó ngộ lắm, tức là kiểu mình có một cái chìa khóa để mà mình vô trong nhà. Tức là kiểu chỉ cần mình thấy ổng đúng, nó nói đúng một câu thôi là mình sẽ cho rằng ổng nói đúng hết toàn bộ những cái điều khác. Mọi người có hình dung được cái vấn đề đó không? Thế kiểu ổng nói đúng một câu cái là mình thấy họ hợp ý mình, là coi như là kiểu mọi cái rào cản về quét virus các thứ nó mình chỉ mặc định cho là những cái điều khác họ nói thì nó cũng đúng. Nói chung là giờ nói ra thì thấy nó bị ngu, nhưng mà nó là kiểu vậy đó. Và bị có những cái sự dễ dãi, không có sự đặt lại vấn đề về những cái gì mà cái người thầy họ đã nói. Và thật sự thì cũng có lúc, tại vì lúc đầu anh cũng làm một cái dọn cái chủ đề người thầy mà kiểu thấy nó nhiều quá, nó quá là nhiều, và nghĩ chắc phải làm cái 10 số thì nó mới hết, và nó cũng tùm lum tà la thứ ở trong nữa. Thì khi mà xét lại thì cái cốt lõi đằng sau những cái những cái điều đó, những cái điều mình thay theo đó thì nó là do mình cái sự tin đồ này nọ nó dễ dãi thôi. Cho nên mấy cái sự đổi lại là cái chủ đề là chọn cái niềm tin thì nó sẽ có cái sự nó đi vô, nó bớt những cái vấn đề ngoài ra hơn. Dạ vâng ạ. Vậy thì với kinh nghiệm bản thân của anh á, anh thấy là cái việc mà anh vội vàng đặt niềm tin một cách trọn vẹn cho một ai đó khi họ đến với anh và họ chỉ nói có vài câu thôi, giống như cả chủ thuyết của họ có mười mấy ngàn câu thì họ chỉ còn nói một câu thôi là anh tin hết toàn bộ luôn, anh không có kiểm tra lại cái tính đúng sai, hay là trong quá trình thực hành á, anh không có cái sự phản biện lại để có thể nhìn nhận sớm hơn cái sự lầm lỗi hoặc là cái sự đúng đắn của mình. Vậy thì anh đã rút ra được cái kinh nghiệm bản thân như thế nào cho mình trong câu chuyện tương lai, trong quá trình mình thực hành, mình học tập và mình tu tiến, rồi anh muốn chia sẻ cái thông tin đó đến với mọi người như thế nào để mọi người và những bạn mới á, họ có được những cái góc nhìn, những cái thông tin để tránh rơi vào cái trường hợp không được gọi là đi một con đường nó khá là vòng, nó khá là xa à. Ok, cảm ơn em. Nếu mà anh, cái đầu tiên mà anh cũng thường hay có cái sự đặc thù của anh ấy, tại kiểu cũng trải qua thương đau, cũng hay có thường để anh để tự nhìn lại mình trong các cái lớp học, ví dụ như trong Kinh Điềm Lành, hay cũng hay dặn mọi người là nhớ hỏi nguồn, là những cái điều gì mà người đã nói, những cái phát ngôn đó thì mình phải hỏi, mình phải đặt câu hỏi là gì, cái đó nó dựa trên cái nền tảng gì, nó dựa trên cái cơ sở gì mà cái người đó họ kết luận như vậy, và đằng trước đằng sau và trên dưới nó thì trong ngoài đó nó sẽ có những cái vấn đề nào liên quan nữa. Đó là cái chỗ thứ nhất. Nên là thường xuyên có cái vấn đề là đặt cái vấn đề về cái nguồn, tại vì có thật sự mình phải gặp có rất là nhiều ông nói thao thao bất tuyệt, nói một cách nó đặt những cái trên trời dưới đất á, kiểu siêu hình đó, như đang ngồi ở đây xong mình nói chuyện thấy cái này thấy cái kia các kiểu, thì lúc đó mình chỉ thấy ồ nó thú vị và cái mà cũng khá là dễ dãi, thì mình không có đặt vấn đề tiếp là tại sao cái người đó họ nói như vậy hay họ thấy như vậy, thì mình không có đặt cái vấn đề đấy, và cứ thế mà mình cứ follow họ thôi. Nên là chỗ thứ nhất. Thứ hai là nói rõ cái mục đích thôi ta. Tôi nghĩ là cần có xác định rõ cái mục đích khi mà có cái sự tìm hiểu về một cái người đó họ như thế nào, để mình tiếp cận để làm gì. Đó là về cái mục đích. Và cũng sơ về cái nhân thân nữa, tức là có thể là cái người, ví dụ như đó, như có những người họ nói những cái điều kiểu giảng dạy những cái điều tốt, nhưng mà mình có quyền, mặc dù về lý thuyết thì nói thì cũng có cái nói là kiểu xét trên pháp chứ không xét trên người, nhưng mà thực tế là mình hoàn toàn có cái quyền mình điều tra coi cái cách người đó họ sống, họ cư xử, họ sinh hoạt, họ đối đãi với trong đời như thế nào. Thế này trong điều kiện cũng phải có sự thân cận này nọ ấy, thì mới biết được. Thì nó cũng là một cách để họ đánh giá, tại vì khi mà một người họ gặp mình 5-12 bữa thì họ có thể họ gồng, họ nhìn nó có vẻ là uy nghiêm và chuẩn chỉnh lắm, nhưng mà khi mà có sự thân cận hay kề bên, nếu mà có sự để ý mà kiểu bị soi á, thì thế nào, nếu như mà cái gì mà nó xấu hay mà cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra thì nó sẽ đều hiển bày hết, không có giấu được. Thì đó, nó sẽ có một sự tìm hiểu nhất định về cái background, về những cái thứ liên quan đến cái người đó. Tại vì nếu như họ không sống được đúng với những cái thứ mà họ nói thì cái đó là một cái vấn đề đáng để đặt nghi vấn để mà xem lại. Đó là cái câu trả lời của anh. Dạ, em cảm ơn anh. Riêng tiếp theo á, thì đáng lẽ là em định là đến cái cuối cuối Bosscast em mới hỏi, nhưng mà đúng cái chỗ này anh đang nói về vấn đề về những người thầy đi qua đời anh rồi ảnh hưởng đến niềm tin. Và chỗ của Vĩnh Phước đó cũng đặt một cái câu cảm thán là Vĩnh Phước cảm thấy may mắn khi mà tác ý tìm người thầy chỉ học Phật học á, thì gặp đúng trung tâm của mình. Vậy thì em xin phép được hỏi anh Tân một câu hỏi khá là riêng tư và tế nhị, đó chính là anh có cho rằng cái người thầy hiện tại của anh sẽ là người thầy cuối cùng trong cuộc đời của anh chưa? Hay là anh sẽ phải còn có thêm những cái kiểm chứng hay là những cái suy đoán như thế nào? Tại vì mình đã trải qua quá là nhiều cái câu chuyện bi thương trong việc đặt niềm tin vào một ai đó. Có thể em nghĩ thôi nha, không biết là liệu rằng trong bản thân của anh nó có hình thành lên một cái phòng vệ là người tiếp theo, cái những người thầy tiếp theo mình phải cẩn trọng hơn, mình phải khó khăn hơn trong việc xét đoán. Như vậy thì em muốn hỏi về câu hỏi này, đó là cái người thầy hiện tại đó là người thầy cuối cùng của anh chưa, và vì sao anh lựa chọn đồng hành dưới cái sự hướng dẫn của người thầy hiện tại ạ? Ok, cảm ơn Dũng. Nói đúng là nghĩ cũng hơi riêng ha, mà anh cũng suy nghĩ đầu tiên á về cái mặt tư tưởng thì nếu mà cái chọn thầy hiện tại thì anh chọn cái hướng theo kiểu mà chung nhất á là Đức Phật. Đó là cái điều mà anh có một tâm niệm về cái quyết, nên là dựa trên cái ý cứ trên pháp mà của Đức Phật đã để lại. Đó là cái hướng mà chung nhất theo cái hướng mà ok về mặt tư tưởng. Còn về mặt thực thể, cái người mà còn đang thở cũng còn nhúc nhích đó, thì bản thân anh thì đã có cái sự hiện tại thì có những cái sự xác định là ok là nó sẽ còn xa hơn trong một kiếp nữa, chứ không phải là người cuối cùng trong kiếp này, mà có thể là với cái điều mà anh mong muốn thì nó sẽ là cái hướng mà cái người đến cái ngày cuối cùng, chứ không phải là cuối cùng trong kiếp nữa. Nó là như vậy. Ý là nó không liên quan đến câu hỏi của em á anh Tân. Câu hỏi của em không phải là anh chọn. Dạ, câu hỏi okay. Em hỏi là vì sao? Dạ đúng rồi, anh giải thích thêm giúp em, anh diễn giải thêm đó. Tại vì cái nó em lấy một cái giả sử, em lấy một cái đoạn mà gọi là một cái suy nghĩ, suy tư của em thôi, là về cái vấn đề là anh đặt niềm tin ở những cái người thầy đi qua đời anh. Thì làm sao để anh biết chắc rằng cái người thầy hiện tại của anh, khi mà anh đang theo học, đang đặt những cái niềm tin để hướng dẫn để anh có thể có sự thăng tiến đó, thì anh tin rằng cái người thầy này chính là cái người mà mình cần tìm để mình có thể theo học, để mình thăng tiến, để mình đạt được cái đích đến mong muốn của mình. Đó, cái em cần cái vì sao đó. Cái vì sao? Theo cái vì sao anh một cách anh sẽ gọi nó là cái về cái xu hướng, nó là có cái xu cái đặc tính, đó là cái hướng về trí tuệ. Đó là cái hướng cái sự giải thích nó có cái sự hợp lý và nó rõ ràng, có đầu đuôi câu chuyện, có hệ thống bởi những cái người như vậy, và cũng như có những cái chứ mà có đặc tính về xác định đây là cái hướng về trí, và đây cái điều mà mình muốn theo. Thì và sau khi anh đã tìm lục tung cái Sài Gòn và những cái chỗ lân cận mà anh có thể tìm được, thì hiện tại trong những cái vấn đề về Phật học và cũng như trong đời sống thế thường thì chưa thấy cái đặc điểm cái vị nào có cái đặc điểm nổi trội hơn như thế. Thì đó là về cái lựa chọn anh, là về cái sự cái tính có trí và nó có sự hợp lý á. Dạ em cảm ơn anh với chia sẻ này. Dạ bây giờ mình có thể quay lại chút xíu, mình quay lại với cái chủ đề niềm tin của chúng ta. Thì thưa anh Tân, thì có những cái niềm tin á mà mình thấy là trong cái đời sống hiện tại á, có những cái niềm tin mà mình nhìn mà người ta tin một cách mù quáng, nhưng mà cái niềm tin, nhưng mà cái mà người ta tin á, nó có những cái nó thậm chí nó không tồn tại, tức là nó không có thật. Có những cái là nó làm những cái niềm tin nó bị sai lầm, nó bị lạc lối, nó bị phiến diện á. Vậy thì anh cho em hỏi là làm sao để mình có thể phân biệt được đâu là một niềm tin mà gọi là niềm tin chân chánh, còn đâu là những cái niềm tin mà gọi là niềm tin sai lạc à? Cái này lúc đầu anh cũng có suy nghĩ, mà cuối cùng anh rút gọn một cái vấn đề nó rất là quen thuộc và nó rất là cơ bản để mà biết cái gì đúng hay sai là phải học. Khi mà cái này cũng trong lớp luận lý, nó là khi cái nền tư tưởng, cái hệ tri thức của mình nó có bộ bách vuông à, thì những cái thứ mà nó nằm ngoài cái đó thì mình không biết. Còn nếu mà cái đất của mình nó rộng như là cái sân đánh golf chẳng hạn, hay là dưới kiểu như dưới quê là kiểu ruộng mà cò bay thẳng cánh á, thì mình có nhiều cái vùng hiểu biết nó rộng và mình nó có thể quét được những cái hệ tư tưởng, những cái điều mà nó đúng sai trong đời ra làm sao á. Thì nó mà làm sao là có cái đó thì mình phải học thôi chứ sao vậy, để mình biết được là cái đấy vô nó có như vậy thì nó như thế nào. Và có một chút cái vốn rồi thì cũng như là thường sẽ có sự tự xét về cái sự mâu thuẫn tự thân của chính nó. Tức là có những cái chỗ ví dụ như đằng trước mà Du nói là phải thiệt là không, ví dụ như cái chỗ mà ví dụ như cũng nhớ là ấn tượng là ví dụ như pháp của Đức Phật thì nó hay nói là cái chuyện mà cuộc đời thì nó phải không, cái pháp hữu vi thì nó là có khổ vô thường vô ngã. Nhưng mà nếu như bất kỳ một cái chỗ nào đấy mà trong cái tự thân mà cái ông nói là lâu lâu cái mấy pháp nó thường cũng được, nó không khổ cũng được, có vài pháp như thế chẳng hạn, như vậy thì có vài pháp hữu vi nó như thế, tức là kiểu nó bị ba phải á. Thì nó là một cái SOS để mà mình nhìn nhận lại là cái người này có sự mâu thuẫn trong cái hệ tư tưởng của họ. Cái điều họ nói, cái câu trước đá cái câu sau, nhiều khi là họ nói xong câu ngày hôm nay, ngày hôm sau họ không nhớ họ đã nói cái gì nữa đó, kiểu như vậy. Đó là một cái tiêu chí ban đầu để mà xét về cái tính khả tín của nó, còn cái nào nó đúng cái nào nó sai. Về cái hướng thứ hai nó là cũng xét về cái tính hướng thượng, đó là cái người đó, cái điều họ nói thì nó có mang lại cái lợi ích nó như thế nào, nó có hướng mình, nó sẽ điều mà nó tốt đẹp hơn không, hay là nó có những cái điều mà nó mang đến những cái sự mà nó tiêu cực, nó bất ổn cho chính mình và những người khác. Thì nếu mà một cái gì đó mà nó đi ngược lại với cái những cái điều hướng thượng đúng tốt như vậy thì nó cũng là một cái điều đáng để mà phải cân nhắc cẩn trọng với những cái thứ như vậy. Dạ vâng. Dạ vậy thì em muốn hỏi một chút xíu là cái hành trình đi tìm về Phật học của anh á, thì theo em được biết thì nó cũng khá là gian truân, anh trải ra khá là nhiều hệ tư tưởng, cũng như là thậm chí nó là ở trong cái nó cả dính chữ Phật rồi đó, nó chưa có xa tới khỏi chữ Phật, nó dính ở trong chữ Phật rồi nhưng mà nó còn rất là xa ở so với cái gốc. Anh đi khá là nhiều từ tông phái này qua tới cái tông phái khác rồi anh mới đi vào trong Phật học. Vậy thì cái con đường đi đó của anh đó, cái con đường anh nhìn lại cái con đường nguyên, con đường từ lúc anh đi cho đến bây giờ nè, nó được xây dựng hay là nó được hình thành dựa trên cái điều gì mà anh liệt kê giống hồi nãy, giống như hồi nãy em ví dụ em để em làm rõ hơn ha. Anh nói hồi nãy á, là ví dụ để làm sao để xây dựng được, để có thể biết được đâu là niềm tin chân chánh, đâu là niềm tin sai lạc, mình cần phải học. Mình có nhiều tri thức, có nhiều kiến thức, thì mình phải có nhiều kiến thức rồi thì mình bắt đầu mới qua cái công cụ thứ hai, thì mình bắt đầu mình xử lý trên bề mặt về tư duy, mình suy xét, mình phán đoán, mình đưa ra nhận định. Nhưng mà cả cái hành trình từ đầu cho đến bây giờ của anh thì nó rất là dài và nó xa ngoằng như vậy đó. Vậy thì cái hai cái điều anh vừa nói nó xuất hiện ở đâu, khi nào, hay là ở trong cả cái hành trình đó thì anh đã anh đã đi như thế nào để có thể đi đến được tới Phật học ngày hôm nay? Cảm ơn em, câu hỏi rất là thú vị. Anh đã nhìn lại thì cái hành trình của anh từ nhỏ tới lớn là anh không có học luôn á. Tức là học về cái những cái thứ mà cần phải học để mà nhận định được những cái điều như vậy, không học. Ở nhà anh thì gốc là ở Công giáo, là hồi xưa gia đình bên nội là cứ sanh ra là cứ đi nhà thờ rồi cứ đọc kinh, rồi cũng rồi là thành như tới mức rồi thêm sức luôn rồi, tức là rước để thêm sức các kiểu. Thì một phần là do hồi xưa là bởi vì đó là cái đạo của gia đình, và mình cũng không phải là cái kiểu quá mặn mà, kiểu anh cũng khá là kiểu quậy á, không có cái sự quá là mặn mà lắm đâu. Và sau đó thì bắt đầu cũng có những sự thứ tư, rất là kiểu mình thấy cái vấn đề mà kiểu mình tin một cách nó mơ hồ, là có một cái ai đó luôn luôn đi rình mình ai đó luôn luôn đi rình mình, kiểu đi toilet hay làm cái gì hay là những cái thứ gì đó thì cũng gọi là luôn dõi theo các kiểu. Rồi những cái sự mâu thuẫn, ví dụ như nếu như mà ông có thật thì tại sao trên những cái vấn đề thế giới thì nó kiểu nó có những cái sự mà nó đau khổ, nó mất tại nguyện á, thì tại sao cái ông này ông rảnh vậy? Tức là nếu mà quá là powerful, quá là kiểu quyền năng thì sao không búng móng tay cái xong cho mọi ai cũng happy, cũng là có tiền, có đủ ăn đủ ngủ, không phải bánh lộn gì hết trơn. Đó là những cái suy tư ban đầu sơ khởi thôi. Thì mà thực tế thì do anh thì mới do hồi xưa là do kiểu nhà thì cha mẹ ly dị, thì là anh sẽ không ở với bố nữa, thì kiểu nó sẽ tách ra khỏi cái cộng đồng đấy luôn, cho nên nó đỡ chỗ đấy. Nhưng mà những cái mầm móng tự thân thì đã có những sự như vậy. Tới cái hồi mà đi bên sau đó nữa thì sẽ có nhiều cái vấn đề kiểu kiểu nhà anh thì cũng có đợt là mẹ anh thì cũng bị bệnh, cũng đi chữa bệnh các kiểu thì không có, xong mới mò, xong mẹ mới mò vô trong những cái kiểu như là thiền lương xa, thì lương xa hay năng lượng sinh học vũ trụ các kiểu á. Rồi và bằng cái cách nào đó thì nó cũng có những cái sự thuyên giảm, và bắt đầu có những cái sự tin ồ cái này hình như là nó xịn thiệt. Và mò ở chung là nó sẽ nó dài và nó đi qua từ bên Mật Tông rồi tên Bắc Tông, đi chùa Hồng Pháp, đi những cái khóa tu mùa hè. Thì tùm la như vậy thì nó bắt đầu anh tóm lại cái hành trình mà nó ngắn gọn, mà anh nghĩ là nó may thôi. Nó may cái chỗ đó là mặc dù nó khá là kiểu Tín và Tấn nó lộn xộn với nhau, kiểu những cái hướng mà đường trí nó chắc là nó chớp nhoáng như một cơn gió, chứ nó không có sự rõ nét lắm. Nhưng mà bằng cách nào đấy thì anh có một cái niềm tin cũng là niềm tin, đó là kiểu như đã tu Phật thì phải có cái sự mà giải thoát á. Và anh có cái sự băn khoăn là vậy thì làm sao để có thể giải thoát. Thì những cái vấn đề ví dụ như bên chỗ niệm Phật, bên niệm Phật này nọ thì sẽ có những vấn đề là mình niệm hoài thì nó thấy nó chán, và kiểu nó bị mê mờ sau đấy. Rồi cũng mấy câu hỏi vì ví dụ như cái ông Phật đầu tiên, ông Phật Thích Ca thì ổng niệm ai để ổng thành Phật, hay Phật A Di Đà thì ổng niệm ai. Thế là sẽ nó bị cái mâu thuẫn như vậy, là nếu như để niệm Phật thành Phật hay niệm Phật để giác ngộ gì thì làm sao cái thời mà chưa có Phật thì mấy ông biết là cái tên của ai đó để mà mấy ông niệm. Thì nó sẽ có bắt đầu những cái sự băn khoăn như thế, băn khoăn ban đầu, và nó không giải quyết được cái vấn đề của anh. Cũng tương tự như cái buổi tuần trước, anh cũng có buổi trước chứ cũng có hé ra là về cái chuyện mà thực hành bên nhân điện hay là bên Mật Tông này nọ đó, thì anh cũng băn khoăn vậy thì cái lộ trình nó như thế nào. Tại vì rõ ràng anh lúc đó anh chỉ có một cách gọi là ý niệm nó rất là mỏng manh và kiểu như chính trở bờ thì nó mới có thôi. Nhưng mà mình băn khoăn là gì thì làm sao để giác ngộ, dù cũng không biết giác ngộ là quỷ gì gì hết trơn á. Không biết nha. Nếu mà lúc đó ai hỏi cái nội hàm là sẽ bị đơ, và hỏi làm sao để giác ngộ rồi mình không biết. Nhưng mà mình có cái đau đớn như vậy, và mình cũng những lúc mà mình hơn rất là phước trí nó trỗi thôi, cũng những lúc đem đi hỏi mấy cái ông mà ông thầy bên đó thì ta không biết, và hoặc là ta chỉ một cách nó mơ hồ và nó lòng vòng, thì mình cũng đặt lại vấn đề là nếu cái người này họ thật sự, như anh cũng có từng chứ cũng có chia sẻ đó là kiểu nó họ thật sự là họ là một cái vị có trí, một cái vị gọi là Phật chẳng hạn, thì họ phải biết được là nó nên như thế nào và nên trả lời mình như thế nào cho mình rất là rõ ràng á. Thì anh không hài lòng. Rồi cũng thêm một cái cũng ăn may nữa, đó là không biết anh đọc ở chỗ nào á, mà nó có một cái mệnh đề, đó là trong thời kỳ giáo pháp của một vị Phật thì sẽ không tồn tại đồng thời một vị Phật thứ hai. Tức là kéo cho mình có hai ông Phật thì sẽ không có sống chung thời với nhau. Các bạn nói băn khoăn, ủa vậy thì đang là thời kỳ của Phật Thích Ca mà, sao ông này ông cũng nhận ông là Phật nữa, vậy thì ông nào đúng ông nào sai à? Nên nhiều cái nó lằng quằng lắm. Thì mình mới nhờ cái ông kia, thì ông thầy mà kiểu mình đang theo thì kiểu ông có nhiều vấn đề, ông có tới mấy vợ lận, và những cái vấn đề trong đời sống về học thuyết, về mặt lý thuyết thì ông cũng không có sự đáp ứng được cho mình. Còn ông kia thì có vẻ như là có đầy đủ tài liệu hơn, mà cũng có những cái mà nó có hệ thống hơn á. Thì bắt đầu cũng có sự cấn như vậy, và từ từ nghi và dứt ra khỏi cái ông thầy cũ. Đó là cái hướng như vậy, và mãi cho tới khi đó, thì sau khi mà dứt ra khỏi cái vấn đề đấy, thì anh lại tiếp tục đi tìm, đi học tâm lý, học tùm la. Có những hôm thậm chí là đi hỏi tarot coi làm sao để mà cái con đường tu nó tu làm sao. Hỏi tarot, cái bị cái thằng cha reader nó chửi quá trời. Nó kêu là cái đó thì đâu hỏi như này, nó đâu biết đâu. Cái xong mình cũng ủa vậy hả? Kiểu mình băn khoăn đó, mình không biết là cái đường mình đang đi nó có đúng không. Cái không đi hỏi gì đó. Rồi đi học tâm lý theo cái kiểu mà chắc cũng kiểu chữa lành như bây giờ đó. Vô ôm nhau mấy ngày rồi tốn mấy triệu đó, kiểu như vậy. Thì rốt cuộc mình thấy nó cũng không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà nó vẫn luôn có những cái thắc mắc là vậy thì làm sao để giác ngộ. Nó chỉ có đúng một cái câu hỏi như vậy thôi. Rồi cứ hết lần mò tới từ cái vấn đề đi thiền, rồi đi tham gia nghe người này người kia, rồi tới cuối cùng là khi mình học ở trung tâm ở đó là khoảng 2021, cái mùa dịch, thì ở nhà rảnh quá làm cũng mò online đó, thì mò được trung tâm. Và du học thì bắt đầu mình thấy là nó có hệ thống, và cũng như là nếu như mà hỏi thì anh không có nhớ lắm, nhưng mà nếu như mà hỏi hay thì anh đã từng hỏi rồi ở đâu đó, cái hồi mà còn sơ khởi lắm, thì lúc đó nhớ cũng được thầy chỉ, tức là vạch về cái con đường về trong Phật học nó như thế nào, từ một cái kẻ phàm phu thì nó tu tiến, cái lộ trình các kiểu nó ra làm sao để đạt được cái vấn đề đấy. Xong mình thấy nó cũng ok, cũng thỏa mãn, tức là có vẻ hợp lý đó. Thì bắt đầu như vậy, từ cái chỗ đó thì bắt đầu ok, thì bắt đầu đi theo học và mới xác định được phải trái đúng sai trong cái vấn đề Phật học nó là như thế nào. Và túm quay trở lại cái vấn đề câu hỏi của em lúc đầu, thì nó một cái câu hỏi chung thì nó khá là mông lung và nó đặc thù của anh thấy đặc thù hơn, chứ cũng không biết mọi người xài được không. Đó là cái vấn đề về cái ý nghĩa cuộc sống, và cái chuyện là làm sao để thoát khỏi nó. thì nó chỉ có nó như vậy thôi à. Còn cái đặt lộ trình thì nó khá là lộn xộn và nó ông thầy bà nọ những cái trải nghiệm tùm đà la. Nhưng mà có những cái câu hỏi mình suy tư nó là cái kim chỉ nam như vậy và mình đi mò như vậy thì đó là cái hướng và cái cũng là cái vấn đề mà anh đã lần mò và tìm ra được cái vấn đề về Phật học như vậy. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Tại vì cái podcast của anh mang tên là Từ Muôn Phương Tìm Về Phật Học mà, thì rồi anh là gì, rồi anh là khách mời nữa thì đương nhiên là phải có những câu hỏi nó riêng tư của anh rồi. Để anh kể câu chuyện, để anh kể câu chuyện về cuộc đời của anh cho mọi người nghe. Từ có chính câu chuyện đó bắt đầu mình mới có thể rút ra được những cái bài học, hay là anh đưa ra những cái lời khuyên, hoặc là cho anh bản thân anh rút ra được những cái nhận định gì để có thể là nếu như một ai đó họ đang đi tìm cầu cái tri thức nơi Phật học á, thì có thể là họ sẽ không có phải bị rớt vào một cái lộ trình nó dài oằn như vậy, mà họ có thể nhanh hơn nhờ cái chia sẻ của anh đó, mà họ có thể rút gọn hơn cái hành trình đó, tiến tới Phật học nó sớm hơn và đạt được nhiều lợi ích thành tựu tốt đẹp sớm hơn. Dạ, vậy thì có một cái này nữa em muốn hỏi anh một chút xíu, thì nó liên quan đến cái việc là làm sao anh có một cái niềm tin, lại là câu chuyện niềm tin của anh ha, làm sao anh có một cái niềm tin để anh tin chắc rằng trên đời này thật sự tồn tại một cái trạng thái gọi là giác ngộ giải thoát. Tức là điều gì khiến anh suy nghĩ tới cái chuyện đó và để đi tầm cầu cái tri thức về cái đạt được cái chuyện này. Thì em muốn nó phát sinh ngay từ đầu trong quá trình tìm hiểu của mình, hay là trong quá trình mình chạm, mình lăn, gọi là mình bôn ba trên thương trường rồi đó, trên chiến trường rồi đó, thì mình bắt đầu thu nhặt, mình gom nhặt, rồi bắt đầu mình mới có khởi sinh lên cái ý niệm này ạ. Ok, cảm ơn Dũng đã có cái đấy. Thật ra nếu anh đang ngờ, anh cũng nghĩ lại, thật sự là anh không biết. Nếu như mà anh của cái thời cái lúc mà đang đi tìm, thật sự là không biết nha. Chỉ là mình nghĩ là mình nghe cái ông Phật ổng dạy đó, và cũng có cái vấn đề về giải thoát như vậy đó, thì mình thấy nó cũng có vẻ thú vị. Có vẻ thú vị và mình đi mò thôi. Và sau khi mà ví dụ như bên Bắc Tông cũng được cái là lúc đó anh mới biết cái chuyện mà bác khổ. Nó nhìn lên những cái khái niệm về khổ rất là sơ khởi ban đầu của đạo Phật mà dù vẫn xài được, như là cầu bất đắc khổ, thì thấy cái này đúng quá, tiểu cuộc đời mình thấy cái gì mà mình muốn mà họ không được thì nó khổ thiệt. Và đó kiểu như vậy, và nó sẽ có những cái lần mò một cách chính thức. Tại sao mà anh mong muốn như vậy? Thật sự là đó là cái anh chỉ gọi nó là cái thiên hướng đó nè, anh chỉ biết gọi nó vậy thôi, chứ hỏi nguồn gốc đó thì mình chỉ thấy từ cái vấn đề như vậy thì mình muốn được cái trạng thái như là của Đức Phật đã có trình bày. Còn về cái sau này á, khi mà gáp cái vấn đề và có một học một chút nữa thì mới thấy là cái xác định được cái vấn đề là về mặt logic, thì cái việc mà cái việc mà giải thoát thì nó là cái sự hợp lý nhất có thể. Bởi vì nếu như mà một cái sự bất kỳ một sự tồn tại nào, kể cả được sanh thiên hay là được sống sung sướng các kiểu này, thường mình hay nghe các sư hay giảng kiểu có sự dẫn dụ kiểu như làm phước đi con, làm phước, hay là có cái sự nó làm thiện này nọ thì sẽ được cái quả thiện, thì thường hay nghe như vậy, được sự an lạc này nọ, thì mình mới đặt câu hỏi là gì thì có quả thiện rồi sao nữa. Rồi có những cái sự sung sướng như vậy rồi sao nữa. Tại vì sau đó thì nó cũng lại qua đi. Và mọi cái sự mà ví dụ như về cái cõi sung sướng nữa thì sẽ đặt tiếp theo vấn đề thì cái cõi đó thì mình làm gì chảnh, mình sống làm gì chảnh á. Đó thì nó lại là đặt cái vòng tròn, và nghĩ nếu như mà không có một cái vòng lặp, cái đó là một cái vòng lặp, và nếu như không có một cái điểm nút thắt để mà thoát ra là cái chuyện mà giải thoát như vậy thì nó bị về mặt logic thì nó bị phi lý. Và đó là cái sau này khi anh đã chốt đơn về cái lý do suy tư như vậy, nó sẽ rõ ràng về cái đường hướng khi mà có sự liên tục đặt những cái câu hỏi. Thì đó là cái hướng của anh khi mà có những băn khoăn như thế. Dạ, em cảm ơn cái phần chia sẻ rồi của anh Tân. Thật sự là nó bản thân của em thì rất là hoan hỷ trong cái công việc là anh đã có một cái tâm thế đi tìm cầu cái tri thức liên quan đến cái đích đời mà anh lựa chọn bằng nhiều cái phương tiện, nhiều cái cách thức, cũng như là bằng nhiều cái sự trợ giúp tích lũy có được từ lúc nào đấy để nó trổ xanh kịp thời, để anh có cái gọi là có cái nhìn nhận nó xác đáng để tiếp tục mình đi tìm mà mình không có sự từ bỏ. Thực ra đây cũng là một trong những cái điều mà em vô cùng gọi là không còn dùng từ gì khác, và từ hoan hỷ, là vô cùng hoan hỷ khi mà em học lại, em xem lại những cái clip cũ hay là những cái clip anh đăng ở trên trung tâm á, thì hoặc là trong quá trình em trao đổi và em làm việc với anh nó thường xuyên và nó có sự gắn bó nhiều hơn á, thì em vô cùng không phục cái tinh thần là cố gắng này của anh, tức là anh không từ bỏ. Cho đến khi anh tìm ra đến được em cái niềm tin của em luôn rồi, thì là qua câu chuyện của anh thì cho đến khi anh tìm thấy được cái điều chánh đáng mà anh mong muốn thì anh không từ bỏ cái công việc tìm kiếm đó. Và em cũng hy vọng rằng cho đến đạt được cái điều chánh đáng mà anh mong muốn thì anh cũng sẽ không từ bỏ trên cái chặng đường mà anh thực hành cái sự thăng tiến đó. Dạ thưa anh Tân, thì có một câu hỏi tiếp theo em muốn hỏi là làm sao anh chốt đơn đó, em muốn hỏi là làm sao anh chốt đơn? Anh tin chắc rằng Phật học là cái tri thức đáng tin, đáng học và đáng để anh hành theo ạ. Ok, cảm ơn Dũng có cái câu hỏi đấy. Mắc Cường có nói một chút đó là cái chỗ mà từ bỏ, anh cũng nãy một số, tức là nhớ hồi xưa khi mà anh mới học ở trung tâm thì học và làm thì có cũng có những giai đoạn nó bị chán. Lúc đó cũng bị nghiệp vật và chán, cũng như có kiểu muốn bỏ, cũng nhiều lần muốn bỏ lắm, nhưng mà thật sự có một cái vấn đề là kiểu mình bỏ mình không biết mình đi đâu nữa. Tại kiểu nó không phải kiểu mà là không trốn nương thân, nhưng mà thật sự là mình nghĩ là cái hành trình mình đã qua là nó quá là mệt rồi, nó quá là mệt. Và thật sự là những cái mà tối ưu nhất có thể mà nó là có sự đầy đủ ở đây rồi, và mình có thể tạm tự tin là nếu như không cái thị trường mà thầy bà hay là những cái vấn đề ở ngoài kia, những cái sư, những cái vị thầy nói về tâm linh này nọ thì cũng ít nhiều có quét, và nếu đi ra cũng nhờ còn đi đâu nữa, thì nó là cái vấn đề như vậy. Mình cái chuyện như vậy mình phải gặp pháp nghịch thì mình phải cố gắng thôi. Đó là cái mình nghĩ lại anh cũng thấy hoan hỷ, nó là cũng không hẳn là quá kiên trì, nhưng mà sự là cũng may là có những cái sự xác quyết như vậy về cái vấn đề là nên như thế nào để mà cái đứng trước một cái vấn đề mà nó khiến cho mình dễ dàng từ bỏ. Đó là ý thứ nhất. Còn ý thứ hai trong câu hỏi của em đó là thì làm sao anh chốt đơn? Chà, này khó. Chốt đơn. Nó sẽ có hai kiểu chốt đơn. Tại vì cái kiểu đầu tiên nó cũng có vấn đề là khi mà anh học, anh đã đi tìm rồi á, anh đã có sự anh đi tìm về cái của Phật rồi, và nó không thỏa mãn được. Và khi mà bắt đầu khi mà học vô đây, kiểu mình đã có sự định hình ban đầu là phải theo Phật, nó sẽ bị kiểu mình định hình ban đầu mình theo Phật, chứ không phải là cái kiểu là mình đi những cái khác. Mình đó giờ mình đi là mình đi tìm những cái hệ kiểu như là cũng là mang tiếng Phật, nhưng mà nếu nó không có được real thôi, nó là Phật phải ghen thôi, nhưng mà nó vẫn xoay quanh cái vấn đề là liên quan tới cái vụ Phật. Thì trong tâm nó đã có sự chốt đơn như vậy ở cái sự sơ khởi, là về cái ông đấy, cái vị đấy. Còn về mà vào học thì như anh nói là khi học thì nó có những cái sự hợp lý, nó có những cái sự hợp lý, và đặc biệt trong cái vấn đề môi trường trung tâm thì có nó thỏa đáng. Thường khi mà anh học ở trong chùa hay những cái nơi mà anh cũng tìm hiểu qua thì thường sẽ dễ dàng niềm tin, tức là kiểu ví dụ như kêu làm thiện thì được phước đi, làm thiện á, ví dụ như bố thí đồ hay cho đi, sống rộng lòng, không tham sân si nữa thì được phước này nọ. Nó dạng niềm tin thôi. Nếu mà anh nhận ra là nếu như mà mình đặt ở cái vấn đề là vậy thì cái lộ trình làm sao từ một cái chuyện mình làm cái thiện đó, mình cho người ăn xin là mình mất tiền mà, mình cho cái người ăn xin hay mình đi cho người ta là mình bị mất tiền mà, thì lại sao cái vấn đề là như vậy mình làm mình mất như vậy mà nó lại gọi cái hiện tượng là nó được phước. Cái lộ trình nó làm nó như thế nào á, với là một cái ví dụ thôi. Hay là những cái vấn đề trong đời sống thường khi học trung tâm thì cũng thầy có sự phân tích và lật lại những cái nội hàm, những cái khái niệm, định nghĩa lại những cái mà mình đã biết, thì thông qua đó thì anh thấy ở cái này nó rõ ràng nè, tức là đâu vào đấy nó có sự rõ ràng, đâu vào đấy nó không có sự nhập nhằng, lộn xộn, nói muốn hiểu sao hiểu, và cũng như có những cái sự cẩn trọng, quan tâm cái sự hiểu của cái người học, hay gọi là có sự trách nhiệm với lại cái những cái lời mà mình nói ra, tức là dám dạy là dám chỉ nguồn, cũng dám chứng minh, là có thể bất cứ như thấy cấn thì cứ hỏi đến khi nào mà thấy du ok, du rõ ràng cái vấn đề đó thì thôi. Đó là cái điều mình hoan hỷ khi mà bắt đầu học, và mình cũng coi như cái chuyện mình học về phần học này nọ thì xác định cái chốt là ở trung tâm như vậy, là về cái tính cũng là phải về cái sự hợp lý của nó. Và cũng như là nó có những cái lý giải, có những cái lý giải về cái vấn đề mình quan tâm trong đời sống, như tinh thần, cái vấn đề trạng thái của mình nó ra sao, về nếu như sửa thế nào đó thì cũng có những cái công cụ, những cái sự chuyển đổi lý giải như vậy từ cái gốc vừa học mà ra. Và mình thấy là ok, nó bao quát được, nó có sự bao quát rộng, và đó thì tới giờ thấy ok thì thế là theo thôi, mình chốt đơn ở cái chỗ đấy. Dạ, em cảm ơn anh Tân rất là nhiều. Một chút xíu thì Dũng xin phép là mở rộng câu trả lời hồi nãy của anh Tân một chút xíu. Cái vấn đề là khi mà trong quá trình mọi người nhìn thấy á, cho đến thời điểm hiện tại anh Tân ảnh cũng đã trải qua rất là nhiều cái hệ tư tưởng, những cái niềm tin, hoặc thậm chí là anh đã học cũng được. Mọi người thấy là hầu hết khi mà mọi người hỏi những cái tri thức ngay cả Dũng cũng vậy, khi mà Dũng rất là vô cùng bất ngờ khi mà mình hỏi bất kỳ một cái điều gì, đặc biệt là liên quan đến những cái sự kiện ở trong kinh điển á, thì hầu như là anh Tân anh đều có tra nguồn được, anh xuất nguồn được cho mình nha, anh tìm thông, anh cảm giác như nó có sẵn ở trong người của anh vậy đó. Mình hỏi cái là anh, em cho cái đoạn này có đã, anh quăng tài liệu, anh có liền những thứ đó cho mình. Sao mình nghĩ trời ơi anh này ảnh hay quá ha, ảnh kiểu như là ảnh may mắn quá ha, sao mà ảnh có thể có được sẵn những cái thứ đó của mình thì không. Nhưng mà khi mà mình nhìn lại câu chuyện của anh Tân thì đó là một cái kết quả cho cái việc, cái hành trình nỗ lực của ảnh rất là nhiều trên cái sự là cố gắng hết sức có thể để mình làm trong khả năng của mình làm tốt những cái điều đó. Bởi vì á, chưa dám nói là nó có gắn, chưa dám nói đến những cái sự gọi là những cái sự cao xa hơn, nhưng mà mọi người nhìn thấy là trong cái việc học hành của bản thân của chúng ta, tức là luôn luôn gặp phải những khó khăn trong cái việc học, cái đó là hiển nhiên rồi. Nhưng mà cái tâm thế chúng ta đối diện với những khó khăn đó nó như thế nào, nó mới là quan trọng. Như anh Tân hồi nãy, anh Tân anh lựa chọn là ảnh đi tiếp, giờ không cố gắng thì còn biết làm được gì nữa đâu. Ở cái đó nó vô cùng quan trọng luôn, nó khiến cho anh phải tiếp tục cố gắng hơn nữa để xử lý vấn đề, để vượt qua nó, để có thể gọi là tốt hơn, xịn hơn, chứ không phải là khuất phục trước nó. Thì có thể là bởi vì anh gắn cái mục đích, cái công việc học tập đó với một cái mục đích nó rất là lớn, rất là bự, nó tạo ra một cái nguồn lực để kéo anh đi đến cái mục đích đó. Còn đối với những quý vị khác, những cái bạn khác, nếu mà chúng ta chỉ đơn giản là trong việc học hành thôi á, thì mọi người cần phải xem xét lại xem là mình đã có được cái tinh thần học hành đó chưa, trước những cái bài tập khó hay là trước những cái điều học nó rất là khó mà mình buộc phải suy tư nhiều hơn, mình buộc phải suy nghĩ nhiều hơn, mình buộc phải dành nhiều thời gian cho nó hơn, thì mình đã có sự chủ động để mình làm được cái chuyện đó, để mình thâu tóm được tri thức đó chưa, hay là mình dễ dàng bỏ cuộc và dễ dàng cho qua. Bởi vì nếu mà mình hình thành cái tâm thế mà dễ dàng bỏ cuộc, dễ dàng cho qua vậy đó thì nó sẽ rất là khó, rất là cản trở để mình có thể tiếp thâu những cái tri thức nó khó hơn, nó thù thắng hơn rất là nhiều trên con đường sắp tới. Dạ rồi, thưa anh Tân thì con còn một câu hỏi cuối cùng nữa trước khi kết thúc buổi podcast ngày hôm nay. Đó chính là theo anh á, thì cái điều gì nó tạo nên niềm tin và làm sao để cái niềm tin đó cái điều gì tạo nên tin thì như hỏi rồi, nhưng mà thật ra lại là ý em là làm sao để cái niềm tin mình có được á, mình vun bồi nó, mình tăng trưởng nó, mình khiến cho nó lớn hơn, nó mạnh hơn để nó có thể giật kéo mình vào những cái khoảnh khắc, vào những cái lúc mà mình gọi là như là bị rơi xuống cái đáy vực gì đó. Em tin là trong những cái câu chuyện mà anh vừa trải ra vừa rồi đó, thì anh sẽ có một cái sự chia sẻ nó rất là sâu sắc về cái vấn đề này. Ok, cái câu hỏi của em là làm sao mà có cái sự củng cố. Mình đã chọn được cái hướng mình đi rồi, cái con đường mình phải đi rồi, thì làm sao phải củng cố được những cái niềm tin để mà có cái sự đi nó nhất hướng, có cái sự nhất hướng và nó bền bỉ trong những cái vấn đề đấy, cái con đường mình đã chọn là cái hướng mà anh hiểu cái câu trả lời của câu hỏi của em. Này nó cũng là một cái cái với cái đối tượng mà anh tự nghĩ bản thân anh khi mà mình đã xác định kiểu mọi thứ lý thuyết đồ một cái lý thuyết, mọi cái điều mà mình xét đoán nó đã ok thì nó chỉ có chịu mình làm thôi. Thế là thông qua cái sự làm thì mình thực chứng được, tức là bởi vì cái điều mình tin nó là đúng đi thì nó sẽ cho cái quả ngọt, nó sẽ cho cái điều mà nó trổ ra nó cũng ổn áp với mình có sự thực chứng được cái đấy, cái này nó đúng thiệt. Gần như vậy nó có sự củng cố, có những cái sự củng cố về cái đấy và mình thấy hoan hỉ, tức là kiểu như mình làm được thì mình phải làm nữa chứ, nếu mà làm kiểu cứ nói là du làm cái này đi, làm này đi, nhưng mà khi mà nó càng làm thì mọi thứ nó càng tệ đi thì sẽ có những sự băn khoăn. Nó là cái ý về cái chuyện là để học như phải làm thôi, chứ thật sự có những giai đoạn đó, những giai đoạn mình cũng bất lực kìa tại vì nó quen hỏi, không phải quen hỏi, tức là kiểu như ham về mặt thỏa mãn về cái sự khái niệm thôi, mình tạm gọi như vậy, thỏa mãn về cái sự trong cái tưởng tri à. Tạm gọi như vậy đi, thì nó sẽ có sự mâu thuẫn là bởi vì mình tưởng là mình biết rồi, mình đã nắm được rồi, nhưng mà thật sự khi đọc vấn đề mình không làm được, chỉ là một cái sự biết nó rất là mỏng dánh, nó mông lung từ vì mình chẳng qua là mình đã học được thôi và mình không có sự thật sự là mình tự biết được bằng chính những cái sự trải nghiệm của mình, sự suy tư của bản thân mình. Nhưng không hay nói là những cái gì mà ông thầy dạy nó là của ông thầy, và nếu như mình không có sự chuyển đổi, mình bê về làm thành cái của mình á, cái ý hiểu của mình á, thì nó sau khi giờ học thì nó sẽ bị rớt ra. Nó là một cái đề mục mình cũng có nhiều cái băn khoăn kiểu thực hành chuyện làm sao phải hành, tại vì có những cái nó sẽ lý thuyết nó như đó rồi, giờ vô làm không làm chịu thôi à. Dạ, đó thì là cái hướng mà anh nghĩ là khi mà mình đã ok chỗ map hay hoặc tư tưởng mọi thứ sắp xếp rồi, giờ chỉ mỗi việc đi thôi, mỗi cái việc thực hành những cái điều đã học, nó sẽ là quay lại củng cố rất là nhiều cho cái điều mình cái niềm tin mình đã chọn. Còn nếu như không thì nó cái niềm tin nó chỉ là cái tưởng thôi, chứ nó chỉ là cái tưởng cái của người ta thôi, chứ nó chưa thật sự là cái của mình đó. Đó là cái hướng trả lời của anh cho cái vấn đề này. Dạ rồi, em cảm ơn anh Tân rất là nhiều. Thì em đúc kết lại cái thông tin từ anh Tân, đó chính là làm sao để củng cố được cái sức mạnh của niềm tin. Đó chính là bản thân của chúng ta phải thực hành những cái điều mà chúng ta đã học. Và khi chúng ta thực hành được, chúng ta nhận được cái giá trị, cái lợi ích cho cái việc thực hành, và chúng ta thấy được rằng cái niềm tin đó, chúng ta thấy được rằng cái việc mà chúng ta đang theo đuổi đó, nó có thật, và chúng ta có khả năng đạt được nó. Thì lúc này chúng ta sẽ tin tưởng về nó và chúng ta cố gắng làm để đạt được cái chuyện đấy. Dạ, thì em cảm ơn anh Tân rất là nhiều đã tham gia buổi podcast ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả mọi người cũng đã tham gia buổi podcast, để dành thời gian để tham gia buổi podcast và nghe chia sẻ của anh Tân. Thì hy vọng là sau những lời chia sẻ về hành trình, cũng như là những cái nhận định, những cái lời khuyên của anh Tân dành cho mọi người, thì có thể là mọi người sẽ rút ra được đâu đó những cái bài học dành cho bản thân của mình, để mình có thể ứng dụng được trên con đường học tập và con đường thăng tiến trong thời gian sắp tới. Dạ, hẹn gặp lại mọi người vào trong cái chủ đề gần nhất. Hình như là cũng chưa có chủ đề chính xác, là sẽ có thông báo cho mọi người trên group siêu lý, hoặc là trên fanpage của trung tâm. Mọi người hãy đón chờ chủ đề tiếp theo sẽ là đón chào vị khách mời nào, và anh Tân sẽ quay trở lại với vai trò làm host. Dạ, cảm ơn mọi người. Chúc mọi người sẽ thành tựu thật nhiều những điều ích lợi. Hẹn gặp lại trong chủ đề, trong cái buổi podcast tiếp theo ạ. Ok, cảm ơn Dũng và mọi người đã tham gia rất là nhiều. Chúc mọi người có một cái giấc ngủ ổn áp. Bye bye. Cảm ơn mọi người. Dạ, con cảm ơn thầy. Bye bye.